Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con mới vừa cắt một số cọng hổ mang chớp nha cô chú. Chỉ có đúng 5 cọng duy nhất thôi. Đó, đây là mặt hoa của hổ mang chớp nha cô chú. Hoa rất là đẹp. Đây là hình chụp cận cảnh cái mặt hoa của hổ mang chớp nè cô chú. Rất là đẹp nha cô chú. Hổ mang chớp. Và giá của nó dao động từ khoảng 900 đến 1 triệu một cọng. Và số thợ anh con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây Quang Minh sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của hổ mang chớp nha cô chú. Gió này là con mới trồng lại nên mà khi gửi đi cô chú nào mình muốn khỏi trồng lại thì mình sẽ giữ nguyên. Còn cô chú nào mình muốn về mình trồng lại thì cô chú nói con còn bỏ chậu ra. Tại vì này cũng mới trồng vô thôi nha cô chú. Và hôm nay là ngày 21 tháng 9 2019. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cây bên con đã ra rễ rất là tốt nha cô chú. Nó rễ nha thì giá là còn mới xuất ra không bán. Đây. Và nói chung thì cái giò nào thì mắt ngủ nó cũng đã bắt đầu sáng rất là tốt nha cô chú. Đang chuẩn bị lên mầm hết á. Và giá của cái cọng này là 1 triệu chẵn nha cô chú. Đây là mã số 1. Giá là 1 triệu chẵn. Cây rất là mướt nha cô chú. Rất rất là mướt luôn á. Xanh mướt lắm. Mã số 1. Giá là 1 triệu. Đây cô chú nhìn nè, cái giá thể này do con mới trồng lại thôi. Cô chú nào mình muốn giữ nguyên thì con sẽ giữ nguyên. Còn cô chú nào mình muốn về mình trồng lại thì con sẽ cắt ra, con lột ra, con trồng lại cô chú. Lột ra để cho cô chú mình về mình trồng lại, là nó nhẹ cước nữa. Cọng này dài được 32 xăng và giá của nó là 1 triệu nha cô chú. Mã số của nó là mã số 1, giá 1 triệu chẳng, 32 cm. Và đây là cọng hổ mang mã số tiếp theo nha cô chú. Cọng này thì rễ nó cũng đã bắt đầu phúng ra rất là tốt luôn. Này cô chú nhìn rễ non đó nè. Bám rất là tốt nha cô chú. Đã bắt đầu xuống rễ rồi. Nên mình về mình trồng lại thì rễ nó sẽ bám vào giá thể rất là nhanh cô chú. Và cái cọng này thì nó dài lên tầm khoảng 25 cm. Và giá của nó là 900.000. Đây là mã số 2 nha cô chú. Hổ mang chớp. Giá 900.000 giờ mã số 2. Chỉ có 5 cọng thôi nha cô chú, không có hàng nhiều. Đó. Mấy cái răng đã nhú cửa đã hết rồi. Và mắt ngủ của nó cũng bắt đầu sáng lên nè cô chú. Chuẩn bị lên mầm nè. Nó rễ ra như giá luôn. Và giá của cọng này là 900.000. Đây là mã số 2 nha cô chú. Dài 25 cm. Đây là mã tiếp theo nha cô chú. Và cái này nó đã ra rễ hết rồi nên con mới xuất ra con bán đó cô chú. Và giá của cái giò này nó cũng là 900 luôn. Có một thân cô chú. Không ăn chớp một thân. Dài được khoảng 25 cm. Và giá của nó là 900.000. Mã số này là mã số 3. Mã số 3. Giá của nó là 900 nha cô chú. Đây là mã tiếp theo nha cô chú, mã số 4. Và cái thân này thì nó dài được tầm khoảng 25 cm luôn. Và giá của nó là 900.000. Đây là mã số 4 nha cô chú. Hổ mang chớp mã số 4 giá 900. Đang đi ngọn rất là tốt nha cô chú và cây đây rất là khỏe. Nó đã bám rễ hết trơn rồi nên mình về mình chăm sóc rất là dễ. Nó rất là mau bám giá thể nha cô chú. Mã số 4, 900. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Và cái giò này thì mắt ngủ nó cũng đã bắt đầu sáng hết rồi. Chuẩn bị lên mầm á. Cọng này nó dài được khoảng 25 cm luôn. Gần 25 cm. Đây. Mắt ngủ rất là tốt nha cô chú. Rất là sáng. Và giá của nó là 900.000. Cô chú nhìn rễ của nó nè. Đây. Rễ rất là dài luôn cô chú. Giá 900.000. Đây là mã số cuối cùng. Và mã số của nó là mã số 5 nha cô chú. 900. Mã cuối cùng. Và mặt hoa cuối cùng đây là một hoa cây chanh châu đỏ nha cô chú. Chanh châu đỏ chấp nghịch đó. Chanh châu đỏ chấp nghịch của chú. Và giá của chậu này là 1 triệu 800 nghìn nha cô chú. Chỉ có đúng một chậu nhất thôi. 1 triệu 800 nghìn. Châu đỏ chấp nghịch. Chấp nghịch đây là mã số 6 nha cô chú. Đây là hình cây của giò châu đỏ chấp nghịch nha cô chú. Và cọng này nó rất là hiếm, không có nhiều đâu. Và giá của nó là 1 triệu 800 nghìn. Đây là giò mã số 6. Dài được khoảng 35 cm là dài nhất nha cô chú. 35 cm. Và giá của nó là 1 triệu 800 nghìn. Đó. Cây rất là khỏe nha cô chú. 1 triệu 800 nghìn. Đây là mã số cuối cùng, mã số 6. Số điện thoại bên con là 0908 846 04.
địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Nguyên xin chào cô chú.